Xin chào cả nhà. Đến giờ livestream rồi. Xin mời các bác vào video. Xin mời các bác về với xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Hôm nay may mắn lại có cả một bác khách đến thăm chúng tôi. Ở ngay gần, bác tên là gì nhỉ? Tôi là Mạnh. Bác Mạnh, vâng, em đang quay cái video để cho khách hàng người ta xem cái bức tranh của chúng em. Mời bác tham quan tiếp. Vâng. Như đã nói chuyện với các bác ngày hôm qua thì hôm nay chúng tôi sẽ quay một cái chủ đề về tranh hoa sen. Tại sao thì chúng tôi lại chọn hoa sen để làm chủ đề ngày hôm nay? Bởi vì là bức tranh hoa sen chúng tôi cũng sẽ dùng để dành tặng cho Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Và tại sao chúng tôi chọn hoa sen mà không chọn hoa khác, và ý nghĩa của hoa sen như nào, thì sau đây tôi xin phép được chia sẻ ý nghĩa của tích tranh hoa sen như sau. Và quý vị nhìn thấy là bức tranh hoa sen ở phía xa đằng sau tôi đây, đúng không ạ? Và đây chính là bức tranh chúng tôi sẽ dành tặng Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Mời quý vị thưởng thức. Và tranh hoa sen, như chúng ta đã biết, hoa sen là loài hoa mọc ở trong bùn, sống ở trong bùn nhưng lại vươn lên rất mạnh mẽ và vượt qua được mọi khó khăn cũng như là những cái môi trường bất lợi để hướng tới cuộc sống, và sau đó là vươn lên đón được ánh nắng mặt trời. Và hoa sen chính là biểu tượng cao cả nhất của văn hóa cũng như là tượng trưng cho cốt cách, nhân cách của người Việt Nam, sự vươn dậy của ý chí mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Và hoa sen đã có từ hàng ngàn năm qua và được thể hiện trong các cái chi tiết ở các triều đại, ví dụ như là vua Đinh, vua Lê. Và với lịch sử lâu đời cũng như ý nghĩa nhân văn như vậy thì hoa sen đã là một loài hoa và đi vào thơ ca trong dân gian của Việt Nam. Chẳng hạn như có hai câu thơ cực kỳ nổi tiếng của nhà thơ Bảo Định Giang, đó là Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bài thơ có nội dung rất hay, đúng không? Và hiếm có loài hoa nào mà được người dân Việt Nam yêu mến nhiều đến như vậy, và suốt chiều dài từ Bắc vào Nam đều có hình ảnh của hoa sen xuất hiện. Và chính vì những cái phẩm chất đẹp đẽ và cao thượng, hoa sen cũng đã trở thành hình tượng gần gũi và chuẩn mực trong các cái tôn giáo. Đặc biệt ví dụ như là trong đạo giáo thì đạo giáo coi hoa sen chính là một bậc quân tử. Tại sao trong đạo giáo lại coi hoa sen là bậc quân tử? Bởi vì quân tử chính là trống rỗng. Và đặc biệt hoa sen thì cái thân hay còn gọi là cái ngó sen thì hoàn toàn là trống rỗng ở bên trong. Và trống rỗng chính là trạng thái cao nhất để người theo đạo có thể đạt được. Bởi vì trống rỗng thì mới có thể có được cái tâm sáng suốt, và trống rỗng thì mới có thể tiếp nhận được những cái mới, và trống rỗng thì mới thoát khỏi trần tục và đắc đạo và viên mãn. Và đặc biệt là trong Phật giáo thì hoa sen chính là biểu tượng cao nhất của Phật giáo. Hoa sen cũng chính là Phật đài. Phật đài là nơi Phật cũng như các vị Bồ Tát, sư vị Bồ Tát tọa thiền và giảng đạo. Và Phật giáo coi hoa sen tượng trưng cho ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tương ứng với từng bộ phận của hoa sen, đó là gốc sen, thân sen và hoa của sen. Hoa sen thì vươn lên trên thượng tầng, điều đó phản ánh cho việc đấy là cái ý chí cũng như là sức sống mãnh liệt của sen. Và Phật giáo xem những cánh hoa sen tượng trưng cho sự tĩnh lặng trong tâm hồn và vẻ đẹp của nội tâm được tỏa ra. Và hoa sen, những cánh hoa sen cũng thể hiện cho Phật, Pháp, Tăng, trí tuệ, từ bi, hỷ xả, tinh tấn và thanh tịnh. Và hoa sen còn tượng trưng cho âm và dương. Âm dương ở đây dưới góc độ đó là âm là gốc của sen, gốc sen là chìm dưới nước và âm dưới bùn. Dương chính là ngọn sen, thân sen vươn lên trên bùn, vươn lên khỏi mặt nước, vươn lên trên không khí, hướng vào hư vô. Ở trong phong thủy thì hoa sen còn tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, hoàn mỹ, vì sống trong bùn mà không bị ảnh hưởng bởi mùi hôi tanh. Và hoa sen giúp cho con người có thể tĩnh tâm, làm cho không gian trong gia đình luôn ấm áp và yên bình.
Với ý nghĩa thanh lọc thì hoa sen giúp cho điều hòa cái vượng khí trong gia đình, tăng cường cái năng lượng tốt và ngăn ngừa các điều xấu, giúp cho gia chủ tránh ưu phiền để tĩnh tâm, tâm an và hưởng được hạnh phúc. Với ý nghĩa cao đẹp đó thì hoa sen đã trở thành quốc hoa của Việt Nam, và bên cạnh Việt Nam thì còn có Ấn Độ và Sri Lanka là hai quốc gia cũng lấy hoa sen là biểu tượng của đất nước của mình. Và trong thời đại hiện đại hiện nay thì hoa sen cũng trở thành một cái biểu tượng của các cái doanh nghiệp cũng như là những cái cơ sở kinh doanh. Ví dụ như là có Tôn Hoa Sen là một trong những cơ sở rất lớn và dùng hoa sen làm biểu tượng. Bên cạnh đó thì hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng là một trong những doanh nghiệp sử dụng hoa sen làm biểu tượng. Và ứng dụng sâu rộng của hoa sen với đời sống của người dân như vậy thì chúng ta mới cảm nhận được hoa sen cực kỳ gần gũi với đời sống của con người. Và ngoài ra hoa sen còn trong âm Hán Việt thì nó còn có tên đấy là liên hoa. Và khi sen chưa nở thì có màu xanh, đồng âm với lại chữ thanh, ghép lại thì cùng với chữ liên hoa thì ra một âm, đó là âm thanh liêm, thanh liêm hay còn gọi là thanh liêm. Và cái âm thanh liêm như thế là chỉ ở những người sống thanh liêm, ngay thẳng và chính trực. Và bức tranh hoa sen này chúng tôi đặt tên cho đó là bức tranh thanh liêm hoa, dành tặng cho các vị đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, với ý muốn họ sẽ là những vị quan thanh liêm và ngay thẳng chính trực, giúp cho dân tộc ta ngày càng vươn lên, phát triển mạnh mẽ và đặc biệt tỏa những hương thơm ngát giống như là hoa sen. Và với ý nghĩa cao cả đó, chúng tôi rất tâm huyết giới thiệu với quý vị tác phẩm hoa sen mà chúng tôi đã chế tác, cũng như là lồng ghép thêm vào đó những cái thông tin về tích tranh để chúng ta có thể hiểu được hơn về bức tranh hoa sen. Và xin mời quý vị ngắm lại đường nét một lần nữa. Chúng tôi chế tác về bức tranh hoa sen, đúng không ạ? Bức tranh được chế tác trên nền gỗ pơ mu, và các cái kích thước số của chúng tôi thì đều căn cứ trên thước lỗ ban, chọn vào kích thước đẹp để giúp cho chúng ta có được những cái nguồn phong thủy, cũng như là có những cái thông tin nó chính xác và may mắn hơn. Và được đục những cái đường nét kênh bong chăm chút rất là rõ, đúng không ạ? Quý vị nhìn vào ngón tay thì sẽ cảm nhận được. Và rất vui khi ngày hôm nay, buổi cuối tuần mà quý vị lại dành thời gian để theo dõi cũng như là biết được thêm những cái thông tin rất là hữu ích về một cái chủ đề hoa, cũng như là một loài hoa được coi là quốc hoa của Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn anh Thành Lê, anh Lộc Đồng Gia, anh Quang Dũng, anh Nguyễn Tiến Dũng CEO Bác Sao Cũng Được, và các bác khác đã dành nhiều thời gian và dành tình cảm cho tranh gỗ Bùi Gia. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.